Hôm qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn tổ chức lễ phát động diễu hành xe đạp chào mừng lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 23 năm 2024, kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu. Buổi diễu hành xe đạp thu hút gần 80 vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp và câu lạc bộ mô tô trên địa bàn huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên tham gia. Các vận động viên tham gia diễu hành hai vòng từ quảng trường Thoại Ngọc Hầu di chuyển theo các tuyến đường quanh thị trấn núi Sập với chiều dài khoảng 20 km. Đây là dịp để các vận động viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện lớn mạnh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tối cùng ngày, đêm hội Qua Đăng chào mừng lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn cũng diễn ra tại bến sông công viên huyện Thị Minh Khai, với 1.000 qua đăng được trang trí thành hình qua sen hồng và các loại qua kết thành biểu tượng đỉnh núi Sập Thoại Sơn đã được thả xuống sông. Cả đoạn sông lung linh rực rỡ bởi loạt ánh sáng của đèn. Đêm hội Qua Đăng đã thu hút rất đông người dân và du khách về vui hội đến tham quan và thưởng thức.